Actually, let me check this. This first. Yeah, okay. There you go. Thank you. Warm up xong chưa vậy? Sắp xong rồi. Warm up chưa xong? Chưa xong. Warm up xong rồi mới nhảy cho nhảy hả? Ừ. Oh. Nice. Phải warm up. Ừ, collect xin rồi. Dạy bài mới không? Hay dạy bài cũ à? À, tùy theo, giống như tình vừa rồi là mới nhảy hết một cái bài mới rồi, còn không biết làm gì. Mình giỏi lắm rồi đó à. Chỉ theo cũng kịp à. Giỏi lắm. Nãy giờ có đình với nó không được. Giỏi mà. Giỏi mà. Con xì giỏi. Đình nó dễ diễn rồi. Đình nó dễ diễn rồi.